Các nguồn tin từ Liên Hợp Quốc cho đài VOA biết có nổ súng nhắm mục tiêu vào Toán an ninh của Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ khảo sát ở Duma, Syria, hiện trường vụ tấn công bị tình nghi dùng vũ khí hóa học. Các nguồn tin cho hay thành viên của Toán chuyên gia Liên Hợp Quốc không bị thương và đã trở lại thủ đô Damascus. Các thanh sát viên từ Cơ quan chống vũ khí hóa học toàn cầu đang chờ được vào Duma để xác định xem có hay không có việc sử dụng vũ khí hóa học tại đây trong cuộc tấn công giết hại hàng chục thường dân trong tháng này. Truyền hình nhà nước Syria và nhóm cứu hộ tình nguyện White Helmets cho hay một nhóm khác từ tổ chức cấm vũ khí hóa học đã tới Duma để tìm hiểu thực tế.